Cửa hàng Hiếu Euro xin mến chào tất cả các bác và anh em nhé. Hôm nay trong video clip này, Hiếu Euro xin phép được giới thiệu về một số mẫu tủ mà hiện tại bên cửa hàng Hiếu Euro đang kinh doanh phục vụ toàn thể các bác, dành cho karaoke gia đình, dành cho karaoke phòng hát chuyên nghiệp hoặc dành cho một số anh em đi show sự kiện nhỏ đều có thể dùng được. Và em xin báo giá tại cửa hàng số 364 Quang Trung Hà Đông Hà Nội có giá cụ thể như sau. Và những mẫu sản phẩm này em báo giá là chưa bao ship các bác em nhé. Giá tủ 10 u là 1.700.000 đồng. Giá tủ 12 u là 1.900.000 đồng. Và giá tủ 16 u có giá là 2.200.000 đồng. Như trước đây, mỗi khi các bác đặt tủ và gửi qua đường bưu điện về miền Trung hoặc miền Nam thì giá cước vận chuyển nó đội lên rất là cao. Nó thường lên đến 4 đến 500.000 nữa. Vì vậy các bác rất đắn đo khi đặt hàng, hiểu được vấn đề đấy. Hiện tại cửa hàng Hiếu Euro đã mở thêm một chi nhánh tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ các bác. Địa chỉ cụ thể bên em là số 76A đường Lũy Văn Bích, phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại bên em vừa mở chi nhánh mới, em xin phép được báo giá cực kỳ ưu đãi cho các mẫu tủ này. Với giá mẫu tủ 10 u ở trên đây sẽ là 1.700.000 đồng, mẫu tủ 12 u giá là 1.900.000 đồng và giá tủ 16 u vẫn là giá 2.200.000 đồng. Hiện tại cửa hàng Hero sẽ chịu toàn bộ phí vận chuyển từ Bắc vào Nam và sẽ cung cấp cho các bác giá từ Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh đều bằng nhau và giá tốt nhất thị trường các bác em nhé. Đấy thì hôm nay em làm clip này để thông báo cho các bác và anh em được biết đang có nhu cầu sắm những chiếc tủ để bảo vệ dàn máy cho nhà mình, để bảo vệ khỏi những người hoặc trẻ con hoặc những người không hiểu biết có thể làm hỏng bộ dàn karaoke nhà chúng ta, thì chúng ta có thể sắm những chiếc tủ này cho nó an toàn hơn. Và em một lần nữa em xin phép về được giới thiệu về kích thước của hai mẫu tủ đang ở đây. Đối với mẫu tủ 12U này thì chiều ngang của nó sẽ là 53 phân, chiều sâu của nó là 67,5 phân và chiều cao kể cả bánh xe là 67 phân các bác em nhé. Nếu trừ bánh xe đi, tính từ mặt nhôm trên và mặt nhôm dưới sẽ là 57 phân. Còn bên cạnh đây là tủ 10U. Đối với tủ 10U, 12U hay 16U thì kích thước chiều ngang và chiều sâu nó bằng nhau. Cụ thể em xin phép được nhắc lại, đối với chiều ngang của tủ 10U là 53 phân và chiều sâu của tủ 10U sẽ là 67 phân và chiều cao của tủ 10U này tính cả bánh xe các bác em nhé, nó sẽ là 59 phân, nếu không tính phần bánh xe chỉ tính mặt không nhôm của nó sẽ là 48,5 phân. Đây em xin phép để quay cận cảnh cái hình thức về tủ 10U và 12U. Thì tủ 10U và 12U, 16U bên cửa hàng Hiếu Euro thì được làm bằng ván gỗ các anh em nhé. Ván gỗ cực kỳ chắc chắn và được nẹp xung quanh tất cả bằng những thanh nhôm không rỉ. Nhôm thì không rỉ được rồi các anh em nhé. Cực kỳ chắc chắn và bền. Và tất cả các góc đều được đóng bằng đinh tán cực kỳ chắc, không thể bong ra được. Đấy, rất là chắc chắn các anh em ạ. Đằng sau, đối với tất cả các mẫu tủ dành cho máy hát karaoke thì đều có quạt tản nhiệt. Đằng sau, trước hay sau đều có những cái cửa cánh bướm để mở ra để dễ dàng đưa thiết bị vào bên trong. Và đằng sau thì thường sẽ được đục hai lỗ để đưa luồn dây vào trong hoặc ra ngoài cho nó rất là tiện các bác em nhé. Đấy thì em làm cái video là clip này một cách ngắn gọn để thông báo về giá cả cũng như kích thước để các bác tiện tìm hiểu. Một lần nữa Hiếu Euro xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Xin chúc các bác một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin mến chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác và anh em nhé.